Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato samma sambuddhassa. Nam mô tassa bhagavato arahato Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhassa. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhassa. Namo Tassa. Namo Tassa. Bhagavato. Arahato. Arahato. Samma Sambuddhassa. Samma Sambuddhassa. Thưa quý vị, chúng ta rất nhiều, hoặc cũng có thể nói là hầu hết, chìm đắm trong các dục. Chúng ta bị các dục nó chi phối, chúng ta bị ám ảnh bởi các dục. Chính bởi vì như vậy, chúng ta mới có những mong cầu, chúng ta mới có những ước nguyện. Mà chính bởi vì những sự ham muốn, cho nên nó mới đem lại sự sợ hãi. Sợ hãi cái gì? Sợ hãi mất mát. Khi chúng ta có tài sản, chúng ta ham muốn tài sản, thì chúng ta mới sợ mất mát tài sản. Còn một người không hề ham muốn tài sản, thì tài sản có mất hay không mất, đối với vị ấy cũng đâu có quan trọng. Chúng ta ham muốn các dục nam nữ, cho nên chúng ta mới yêu thương nhau, mới sợ mất nhau. Và chúng ta thương cái tấm thân này, chúng ta tham sống sợ chết, cho nên khi bệnh chúng ta lo sợ, khi nằm trên giường chết chúng ta lo sợ. Chúng ta sợ vì cái gì? Chúng ta sợ là chúng ta sẽ phải bỏ cái tấm thân này. Chúng ta thương lắm, cho nên khi thấy nó bệnh chúng ta lo. Rồi khi đối diện với cái chết, chúng ta lại lo sợ. Chúng ta lo sợ là bỏ tấm thân này rồi mình sẽ đi về đâu. Khi chúng ta có những lo sợ như vậy, chúng ta phải có cái để mà nương tựa vào. Thì trong tất cả các phương pháp thực hành, thì ba đề mục tùy niệm là tùy niệm Phật, tùy niệm Pháp, tùy niệm Tăng là phù hợp nhất đối với việc đối trị với sự sợ hãi. Khi chúng ta thực hành, ví dụ như đề mục tùy niệm Phật, chúng ta sẽ vượt lên sự sợ hãi, chúng ta không còn sợ hãi nữa. Bởi vì trong Kinh Đầu Ngọn Cờ, Đức Thế Tôn nói chúng sanh để vượt qua sợ hãi, họ tìm cách nương tựa ở chỗ này chỗ kia, họ tìm cách nương tựa nơi rừng núi, nơi ông thần này ông thần kia. Nhưng mà tất cả mọi sự nương tựa đó đều không giúp người ta thoát khỏi sợ hãi. Chỉ có nương tựa nơi Đức Phật, chỉ có nương tựa nơi chánh pháp, chỉ có nương tựa nơi thánh tăng, thì chúng ta mới có khả năng thoát khỏi sự sợ hãi. Cho nên phương pháp tùy niệm Phật sẽ giúp cho chúng ta vượt lên sự sợ hãi. Sư biết là quý vị rất bận rộn, nào là cơm gạo áo tiền, phải nuôi cha mẹ, phải nuôi con cái, phải nuôi gia đình. Nhưng mà
chúng ta cần có và phải có một phương pháp để bỏ túi. Khi quý vị khỏe đó, mình chỉ việc tới chùa, rảnh thì tới chùa rồi tụng kinh lễ bái, bỏ thùng phước điền rồi đi về. Khi mình khỏe, mình đi chùa nào cũng được. Khi mình khỏe, mình sống sao cũng được. Nhưng khi mình bệnh xuống rồi, khi mình nằm một chỗ, khi mình đối diện với sự hiểm nghèo, leo lên trên xe mà xe đò nó phóng nhanh vượt ẩu, ngồi trên máy bay mà nó đi qua vùng nhiễu động không khí, khi đó mình mới thấy sự sợ hãi. Khi đó mới là khi chúng ta cần đến chánh pháp. Cho nên trong những lúc sợ hãi như vậy, hãy quay về nương tựa nơi Tam Bảo. Có hai phương pháp. Một là phương pháp đơn giản, và hai là phương pháp chuyên sâu. Phương pháp đơn giản là khi chúng ta sợ hãi, đi đến một nơi ghê sợ, hoặc chúng ta rơi vào hoàn cảnh ghê sợ, chúng ta lo lắng, thì chúng ta có thể làm đơn giản như thế này. Đọc ba câu: con xin nương tựa Phật, con xin nương tựa Pháp, con xin nương tựa Tăng. Ba câu đó là tam quy đó. Tại sao? Khi mình đọc ba câu này với cái ý nghĩa là con giao toàn bộ tánh mạng của con cho Đức Phật, lúc bây giờ con sống hay chết con không quan trọng nữa, bởi vì con giao cái mạng của con cho Ngài, con giao cái mạng của con cho chánh pháp, con giao cái mạng của con cho thánh tăng, thành ra con không lo sợ. Thì đó là phương pháp đơn giản nhất. Khi mà mình lo sợ quá, cái trí của mình nó đông cứng, nó không hoạt động nữa, thì khi đó mình chỉ cần ba câu hoặc một câu cũng được: con xin nương tựa Phật. Vậy thôi, mình giao hết cái mạng của mình cho Ngài, như thế là đủ. Đây cũng là phương pháp mà bà Subhawasa, khi bà đẻ Ngài Siwali mà bà đẻ khó, bà đau đớn và tưởng là mình sẽ chết tới nơi, bà tùy niệm Tam Bảo một cách ngắn gọn. Còn khi mà chúng ta thực hành chuyên sâu, thì đây là cái mà sư đang hướng dẫn quý vị trong loạt đề mục tùy niệm Phật. Vừa rồi đó, chúng ta đã học đến Arahant. Bây giờ thì chúng ta học đến cái câu là Samma Sambuddho. Sở dĩ Đức Thế Tôn gọi là Samma Sambuddho, mà Samma Sambuddho nghĩa là gì? Nghĩa là bậc tự mình giác ngộ. Buddho là vị giác ngộ, hay chúng ta hay gọi là Phật. Thì cái Buddho, chúng ta có ba hạng Buddho. Thứ nhất là Savaka Buddho, tức là thinh văn giác, là những vị thinh văn đệ tử Phật. Thứ hai là độc giác, vị này còn có một tên gọi là Sambuddho, tức là tự mình giác ngộ. Savaka Buddho là giác ngộ nhưng mà cần được nghe lời dạy của một vị chánh đẳng giác, cho nên gọi là Savaka Buddho. Còn một vị tự mình giác ngộ không thầy chỉ dạy thì gọi là Sambuddho. Còn Đức Thế Tôn của chúng ta gọi là Samma Sambuddho, bởi vì Ngài chẳng những tự mình giác ngộ không thầy chỉ dạy, mà Ngài còn có thể đem giáo pháp giảng dạy cho chúng sanh cùng được giác ngộ giống như Ngài. Nhân đây, sư
nhắc để chúng ta tránh một sự hiểu lầm, đó là một vị độc giác. Thì với nhiều người coi một vị độc giác giống như là vô dụng, tại vì Ngài không giúp cho chúng sanh khác giác ngộ. Hãy cẩn trọng với suy nghĩ như thế này. Bởi vì sao? Bởi vì đúng là một vị Phật độc giác á, Ngài không giúp cho chúng sanh giác ngộ được như Ngài, nhưng Ngài gieo duyên giác ngộ cho vô số chúng sanh. Sở dĩ chúng sanh gặp được một vị chánh đẳng giác tu hành giác ngộ là nhờ chúng sanh đó tạo được rất nhiều phước trong quá khứ. Mà một trong những nguyên nhân chính là gặp được thánh nhân, đó là vị Phật độc giác trong quá khứ, nhờ gặp gỡ, cúng dường, lễ bái, làm các việc công đức phục vụ một vị Phật độc giác. Và Ngài có thuyết pháp. Nhớ nha, một vị Phật độc giác có thuyết pháp, chẳng qua là pháp mà Ngài thuyết không giúp cho chúng sanh giác ngộ được vào thời điểm đó, mà chỉ đơn thuần là gieo duyên giác ngộ ở đời sau kiếp khác. Chứ còn chúng ta nói một vị độc giác mà không giảng pháp là không đúng. Tùy vị, có vị đúng là có vị không giảng, nhưng có vị có giảng pháp. Nhưng cái pháp mà Ngài giảng chỉ ở mức vừa phải, chứ không có đến mức gọi là chuyển bánh xe pháp luân để cho chúng sanh khác cùng được giác ngộ. Trong kinh tạng và chú giải đã đề cập đến một số trường hợp một vị Phật độc giác có nói pháp. Đức Thế Tôn của chúng ta là Samma Sambuddho. Ngài hơn một vị độc giác ở chỗ là Ngài chuyển được bánh xe pháp luân để Ngài giúp cho chúng sanh cùng được giác ngộ giống như Ngài. Mà Ngài chuyển bánh xe pháp luân là Ngài hiểu. Ngài hiểu cái gì? Ngài giác ngộ chân lý, đó là đây là khổ, đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ, và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Ngài chỉ rõ sanh là khổ, già là khổ, bệnh là khổ, chết là khổ, thương phải xa là khổ, ghét phải gần là khổ, muốn không được là khổ. Nói chung hễ có tấm thân ngũ uẩn này là có khổ. Thường ấy, chúng sanh thì rất nhiều chúng sanh nhận thức được điều này, tức là biết là khổ, khổ chúng ta biết khổ. Nhưng hầu hết chúng sanh không biết nguyên nhân khổ. Tức là khổ quá thì mình than trời trách đất, mình la làng vậy thôi, chứ mình không biết tại sao mình khổ. Mình chỉ biết là mình khổ, chứ mình không biết tại sao mình khổ. Chỉ khi Đức Thế Tôn ra đời, Ngài giác ngộ với cội Bồ Đề, Ngài mới chỉ cho chúng sanh biết đâu là nguyên nhân khổ. Đó là gì? Ái là nguyên nhân khổ. Có thương là có khổ, có thích là có khổ. Và Ngài cho chúng ta biết thể có cái khổ thì chắc chắn sẽ có sự chấm dứt khổ. Và sự chấm dứt khổ đó sẽ đạt được nếu như chúng ta chịu thực hành con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Đó chính là tứ niệm xứ, tứ chánh cần, tứ như ý túc, ngũ căn, ngũ lực, thức giác chi, bát chánh đạo. Khi chúng ta thực hành con đường đó thì chúng ta có thể đi đến sự chấm dứt khổ. Chúng sanh khi Đức Thế Tôn chưa ra đời, họ quanh quẩn, họ tìm đường giải thoát, nhưng họ không tìm ra được con đường giải thoát. Chỉ
chỉ có khi Đức Thế Tôn xuất hiện thì Ngài mới chỉ cho chúng ta thấy đây là nguyên nhân khổ, đây là sự chấm dứt khổ và đây là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Rồi Ngài nói lại một lần nữa, đó là gì? Khổ cần phải được nhận thức, nguyên nhân khổ cần phải được diệt trừ, sự chấm dứt khổ cần phải được chứng đạt, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ cần phải được hành trì. Khi Ngài chuyển bánh xe Pháp Luân lần thứ ba, Ngài xác nhận với chúng sanh là cái khổ đã được nhận thức. Ở đây là cái gì cần được nhận thức, đã được nhận thức, là cái khổ đã được Ngài nhận thức, nguyên nhân khổ đã được Ngài đoạn trừ, sự chấm dứt khổ đã được Ngài chứng đạt, và con đường đưa đến sự chấm dứt khổ đã được Ngài hành trì. Cho nên trong tương ưng Ngài mới nói, chính bởi vì như vậy đó, cái gì cần được từ bỏ đã được từ bỏ, cho nên này Bà La Môn, ta là bậc giác ngộ. Ngài thấy rõ cái đó, Ngài giác ngộ cái đó, cho nên Ngài được gọi là chánh đẳng chánh giác Samma Sambuddho. Hoặc chúng ta có một cách nói khác, đó là gì? Già và chết là sự khổ, sự tái sanh là nguyên nhân khổ. Khi chúng ta chấm dứt được hai thứ trên là chúng ta chấm dứt sự khổ. Và con đường của sự nhận thức đó là con đường chấm dứt khổ. Chúng ta thực hành, chúng ta tu tập chủ yếu là để chúng ta nhận thức được đâu là khổ và đâu là nguyên nhân khổ. Chúng ta chỉ cần nhận thức được điều đó thì đó cũng là con đường hành trì đưa đến sự chấm dứt khổ. Chính bởi vì như vậy, Đức Thế Tôn Ngài gọi là Samma Sambuddho. Thành ra đó, khi chúng ta tùy niệm ân đức của Phật đến cái từ Samma Sambuddho, chúng ta có thể tùy niệm như thế này: Đức Thế Tôn hiểu Samma Sambuddho bởi vì Ngài đã tự mình giác ngộ không thầy chỉ dạy, và Ngài đã giảng dạy cho chúng sanh cùng biết với. Ngài đã hiểu được đâu là khổ, đâu là nguyên nhân khổ, đâu là sự chấm dứt khổ, đâu là con đường đưa đến sự chấm dứt khổ. Và Ngài đã nhận thức được sự khổ, Ngài đã chấm dứt được nguyên nhân khổ, Ngài đã chứng đạt được sự diệt khổ, và Ngài đã hoàn thành con đường đưa đến sự khổ. Cho nên Đức Thế Tôn Ngài được gọi là Samma Sambuddho. Khi chúng ta tùy niệm Phật, chúng ta suy nghĩ đặc điểm của ân đức Ngài, chứ không phải là chúng ta chỉ có niệm thí dụ như A-ra-hăng mà mình không hiểu gì hết thì sư không khuyến khích. Hoặc là chúng ta niệm Samma Sambuddho thì không có nên. Khi chúng ta nghĩ đến ân đức của Ngài là chúng ta phải hiểu, chúng ta phải suy tư. Nhờ như vậy trí tuệ của chúng ta mới hoạt động được. Rồi chúng ta đi đến cái tiếp theo là Vicca Charana Sampanno, là minh hạnh túc. Minh hạnh túc có nghĩa là Ngài đã đầy đủ cả minh và hạnh.
Với những ai thực hành đề mục tùy niệm Phật thì chúng ta cần phải thuộc lòng các vấn đề giáo lý này. Minh ở đây là bát minh hay còn gọi là bát thông, và hạnh là 12 hạnh. Bát minh gồm cái gì? Thứ nhất là biến hóa thông, tức là Ngài có thể biến ra cái này, biến ra cái kia, hay chúng ta gọi là thần thông một cách bình thường. Biến hiện cái này cái kia thì gọi là biến hóa thông. Cái thứ hai là thiên nhĩ thông, là Ngài có khả năng nghe tất cả mọi loại âm thanh ở trên thế gian này, từ âm thanh ở cõi Phạm Thiên cho đến âm thanh ở cõi địa ngục. Ngài có thể nghe được tất cả các loại âm thanh không hề ngăn trở. Thì đây là cái thiên nhĩ thông. Cái biến hóa thông của một vị chánh đẳng giác có một điều hơn vượt trội tất cả các loại biến hóa thông khác. Đó là gì? Đó là Ngài có thể cùng một lúc biến hiện cả hai thứ, tức là cùng một lúc nhập thiền vào hai đề mục. Tức là vừa ra, ví dụ như vừa ra lửa mà vừa ra nước. Đây là đặc quyền của một vị chánh đẳng giác, chúng ta hay gọi là song thông lực. Nhớ, đây là đặc quyền của một vị chánh đẳng giác. Ngay cả Bồ Tát chánh đẳng giác cũng không làm được. Nhớ nha, Bồ Tát chánh đẳng giác không làm được, A-la-hán không làm được, độc giác không làm được, không một chúng sanh nào làm được. Đây là đặc quyền của một vị chánh đẳng giác, tức là cùng một lúc mà nhập vào hai đề mục như là nước và lửa, bên trái ra nước, bên phải ra lửa, bên phải ra nước, bên trái ra lửa, phía trên ra nước, phía dưới ra lửa, phía trên ra lửa, phía dưới ra nước. Chúng ta gọi là song thông lực. Chúng sanh á, tâm trong cùng một lúc chỉ có thể bắt được một cảnh và biến được một thứ, chỉ có vị chánh đẳng giác mới làm được hai cái. Đây là điều đặc biệt. Sư đang nói dựa trên giáo lý Phật giáo nguyên thủy nha. Rồi cái thứ hai á, là cái thiên nhĩ thông. Thì cái thiên nhĩ thông của Đức Phật á, là Ngài không có giới hạn. Thiên nhĩ thông của chúng sanh thì có thể có giới hạn, và khi mà muốn nghe thì phải nghe trong phạm vi của mình thôi, còn vượt qua khỏi phạm vi đó thì không nghe được. Còn Đức Thế Tôn là cái phạm vi của Ngài là không có giới hạn. Rồi cái thứ ba là tha tâm thông. Tha tâm thông là khả năng biết tâm của chúng sanh. Một số chúng sanh đắc thiền hoặc có được thần thông do nghiệp cũng có được tha tâm thông. Một số loại bùa chú cũng có thể có được tha tâm thông. Một số người luyện bùa nha, có một số loại bùa là cho mình đọc tâm của người khác luôn. Nhưng mà ở đây nó khác một chỗ như thế này, là phàm á, thì chỉ có thể đọc được tâm trong phạm vi của phàm, chứ không đọc được tâm trong phạm vi của thánh. Tức là một vị phàm á, cho dù hoặc là một vị trời dục giới đi, thì vị đó có được tha tâm thông, vị đó có thể đọc được tâm của tất cả các loại phàm phu là chúng ta. Nhưng vị ấy không thể đọc được tâm của một vị chứng sơ quả. Một vị chứng sơ quả có thể đọc được tâm của một vị chứng sơ quả,
nhưng không thể đọc được tâm của một vị chứng nhị quả. Một vị chứng nhị quả có thể đọc được tâm của vị chứng nhị quả, sơ quả và phàm phu, nhưng không thể đọc được tâm của vị chứng tam quả. Cứ như vậy đi lên, thì một vị độc giác có thể đọc được tâm của một vị A-la-hán tứ quả, tam quả, nhị quả, sơ quả và phàm phu, và cũng như tâm của các vị độc giác khác, nhưng không thể đọc được tâm của một vị chánh đẳng giác khi vị ấy đang ở trong cái lãnh vực trí tuệ của mình. Cho nên cái khả năng tha tâm thông của Đức Thế Tôn là Ngài đọc được tâm của tất cả các loại chúng sanh không có giới hạn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là khả năng đọc tâm của Ngài rất là nhanh. Ngài muốn biết cái gì là Ngài biết ngay cái đó. Ngài nhìn một chúng sanh, Ngài chỉ cần muốn biết là Ngài ngay lập tức biết chúng sanh nó đang nghĩ gì. Còn thông thường ấy, một chúng sanh mà muốn đọc được tâm của chúng sanh khác thì phải qua một vài cái gọi là thủ tục, phải trải qua một vài thủ tục nhanh chậm tùy người, nhưng phải mất thời gian thì mới đọc tâm được. Còn Ngài là Ngài muốn đọc tâm là Ngài đọc tâm thôi. Rồi tiếp nữa là túc mạng thông. Túc mạng thông là Ngài có khả năng nhớ được tiền kiếp. Khả năng nhớ tiền kiếp thì rất nhiều chúng sanh có, nhưng không có chúng sanh nào được như Ngài. Tức là Ngài có khả năng nhớ tiền kiếp không có giới hạn. Chúng ta thường hay suy tư là cái kiếp đầu tiên của mình là ở đâu mà có, rồi cái dòng luân hồi của mình là mình luân hồi như thế nào. Có người thì nhớ được một kiếp, có người nhớ được 10 kiếp, có người nhớ được 100 kiếp, có người nhớ được 1000 kiếp. Nhưng mà tối đa, phàm phu tối đa thì chỉ nhớ được 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Thế gian này chỉ có một vị duy nhất trừ Đức Thế Tôn là bà Gia Du Đà La. Đây là trường hợp đặc biệt, là bà nhớ đến 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp, là bà nhớ từ cái thời mà bà gặp Bồ Tát Xú Mê Thá quỳ dưới chân Phật Nhiên Đăng, là bà nhớ được tới thời điểm đó. Bà là chúng sanh nhớ lâu nhất ngoài Đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn là nhớ không có giới hạn, còn bà nhớ được tới 4 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Một vị Phật độc giác thì nhớ được 2 A Tăng Kỳ 100.000 đại kiếp. Hai vị thượng thủ thinh văn thì nhớ được 1 A Tăng Kỳ và 100.000 đại kiếp. Còn các vị thinh văn biệt hạnh thì nhớ được 100.000 đại kiếp. Còn các vị thinh văn thường thì tùy. Những vị mà ngoại đạo á thì họ chỉ nhớ được 84.000 đại kiếp là tối đa, hình như là như vậy. Nhưng mà thông thường thì không nhớ được tới đó, mà họ chỉ nhớ được có khi là 1 kiếp trái đất, 2 kiếp trái đất, 10 kiếp trái đất hết rồi. Họ không có nhớ được nhiều. Và cái đó, thứ nhất là cái dung lượng nhớ, là cái khả năng nhớ của chúng sanh. Cái thứ hai á là cái tốc độ nhớ. Ví dụ như bây giờ một vị mà muốn nhớ tiền kiếp là vị đó phải dò giống như là mình lần theo cái sợi dây vậy đó, là vị đó dò ngược về cái kiếp thứ nhất rồi cái kiếp thứ hai, tức là cái kiếp này nè, dò ngược về thời điểm mà mình sanh ra,
Rồi từ cái giây phút mình sanh á, mới dò qua giây phút tử của đời trước. Rồi nó là một cái sợi dây quá khứ, rồi mình cứ dò tiếp, dò tới một kiếp, rồi hai kiếp, rồi ba kiếp, kiếp thứ tư, kiếp thứ năm, kiếp thứ sáu, kiếp thứ bảy, cứ như vậy dò tới. Nhanh chậm tùy người, nhưng mà phải dò, dò giống như là mình lần cái sợi dây gì đó, lần từ từ, từ từ, từ từ, từ từ. Cho nên là mặc dù mang tiếng là nhớ được nhiều, chứ còn mà mình dò kiểu đó nó cũng mệt mỏi lắm. Chỉ có Đức Thế Tôn là Ngài muốn nhớ tới đâu là Ngài nhớ ngay tới đó, Ngài không cần phải dò. Chúng sanh là còn cần phải dò sợi dây, còn Ngài là Ngài nhớ, muốn nhớ tới đâu là Ngài nhớ liền tới đó. Hoặc nói một cách khác là chúng ta đi từ từ Sài Gòn, chúng ta đi ra Hà Nội, thì có nhiều cách, nhưng cái cách gì đi nữa chúng ta cũng phải đi một cách tuần tự, là cái đường đi đường bộ thì nó cũng phải đi từ từ, từ từ, từ từ mới tới. Hoặc là đi xe lửa thì cũng phải đi từ từ, hoặc đi máy bay thì cũng phải đi từ từ. Còn Đức Thế Tôn là cái kiểu gọi là biến một phát là tới nơi, Ngài không có phải dò đi từ từ như vậy. Thì đó là cái sự khác biệt về cái túc mạng thông. Rồi cái thiên nhãn thông á, thì cũng vậy. Thiên nhãn thông là khả năng nhìn thấy tất cả các cõi. Chúng sanh á, thường thì chỉ nhìn thấy trong vòng phạm vi của cái vũ trụ này thôi. Tức là nếu như mà anh tu thiền á, anh có được cái thiên nhãn thông, anh nhìn lên được cõi trời, anh nhìn xuống được địa ngục, anh nhìn khắp cái vũ trụ này, và anh chỉ nhìn giới hạn trong vũ trụ này mà thôi, anh không nhìn qua vượt khỏi cái vũ trụ này được. Cho nên bây giờ khoa học họ có phát triển cái kính viễn vọng, phát triển như thế nào đi nữa, họ cũng không thể nhìn ra khỏi cái vũ trụ này. Nhưng mà một vị chứng thiền á, vị đó cũng có thể nhìn, nhưng mà vị đó không thể nhìn ra khỏi cái vũ trụ này. Vũ trụ quan trong Phật giáo á, được mô tả mỗi một vũ trụ là giống như một cái quả cầu như vậy đó. Ra khỏi cái quả cầu này thì còn có vô số những quả cầu khác. Và các quả cầu khác á, nó dính liền với nhau. Quý vị cứ tưởng tượng giống như cái nhà banh á. Quý vị biết nhà banh không? Cái nhà mà mình bỏ những cái trái bóng, trái banh bỏ vô chổng á, nguyên một cái nhà đầy như vậy đó. Thì mỗi một quả thì nó giống như là một cái vũ trụ. Thì cái phạm vi của một chúng sanh á, nếu như có đắc thiên nhãn thông, họ nhìn trong phạm vi của cái trái banh đó thôi, họ không nhìn ra khỏi được. Còn Đức Thế Tôn á, là Ngài nhìn ra hết cả cái nhà banh, Ngài thấy hết tất cả các thế giới, Ngài thấy được hết. Cho nên đối với chúng sanh á, họ cứ bàn nhau, họ cãi nhau cái chuyện là thế giới này, cái vũ trụ này là nó có giới hạn hay nó không có giới hạn. Đối với Đức Thế Tôn thì nó con nít, tại vì Ngài thấy rõ, Ngài thấy hết. Nhưng mà những cái thần thông đó đó, đối với Đức Thế Tôn thì đây là cái chuyện không có gì đáng để tự hào, không đáng kể. Mà cái đáng kể nhất chính là lậu tận thông, là khả năng giúp cho chúng sanh khác cũng giác ngộ được như mình. Khả năng giác ngộ và giúp cho chúng sanh khác cũng giác ngộ được như mình, thì đó là lậu tận thông. Đây là cái thần thông mà xin thưa là chúng ta chưa có. Nói nó hơi kỳ. Những cái thần thông ở trên á, biến hóa thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, túc mạng thông, thiên nhãn thông,
trong vòng sanh tử luân hồi chúng ta đều đã từng có. Chúng ta từng có hết rồi. Mấy thần thông đó chúng ta từng có hết rồi. Chỉ riêng có cái lậu tận thông là mình chưa bao giờ có. Và nhờ có Đức Thế Tôn, Ngài xuất hiện ở thế gian, cho nên Ngài hướng dẫn chúng ta và Ngài cho chúng ta khả năng giác ngộ. Thành ra đó gọi là lậu tận thông. Đây mới là cái thần thông đáng kể nhất ở trong Phật giáo. Và cái lậu tận thông ở đây gọi là cái trí chấm dứt phiền não. Hồi xưa đó, cái trí của mình đó, nó chỉ có thể giúp cho mình thông minh, giúp cho mình thấy được thế giới, thấy được phi nhân, thấy được cõi trời, thấy được cõi địa ngục. Trí của mình giúp cho mình biến hóa cái này cái kia. Nhưng cái trí nó không giúp cho mình đoạn tận phiền não. Cho nên cái lậu tận thông này mới là cái đáng kể nhất ở trong Phật giáo. Thì cái lục thông này đó, cộng thêm cái ý hóa thông và cái tuệ quán thông. Ý hóa thông, mano mayit thí, là biến được một thân ra nhiều thân, mà chúng ta hay gọi là phân thân. Đối với một vị thông thường thì vị đó cái khả năng phân thân là có giới hạn. Còn đối với Đức Thế Tôn, khả năng phân thân của Ngài là không có giới hạn. Chỉ có duy nhất một vị là đệ nhất về ý hóa thông, là Ngài Chun La Pan Tha Cá, Hán dịch là Châu Lệ Bàn Đặt. Chun La Pan Tha Cá, Ngài là vị đệ nhất ý hóa thông, là Ngài có thể biến ra cả một rừng các vị tỷ kheo. Mỗi một vị làm một công việc khác nhau, đương nhiên là hình dáng khác nhau nha. Rồi mỗi một vị là làm công việc khác nhau. Có vị thì gánh nước nè, có vị thì đọc kinh nè, có vị ngồi thiền nè, có vị đi kinh hành, có vị là ngồi vấn đáp. Nói chung là một mình Ngài Chun La Pan Tha Cá là Ngài biến ra cả một rừng tỷ kheo. Còn Đức Thế Tôn là Ngài còn vượt hơn thế nữa. Ở trong một đoạn chú giải của Trường Bộ Kinh, bài Kinh Đại Bát Niết Bàn á, thì trong chánh tạng thì có ghi như thế này: có những nơi mà chúng sanh có duyên gặp Đức Thế Tôn, nhưng không phải với hình dáng của một vị chánh đẳng giác, thì Ngài sẽ biến hiện ra cái hình dáng tương thích với chúng sanh đó. Ví dụ như đối với chúng sanh đó, nếu mà Ngài biến hiện ra để cái hình tướng là một vị chánh đẳng giác, thì chúng sanh đó rất khó có đủ tâm tình để mà nghe. Nhưng mà nếu như Ngài biến ra hình khác, ví dụ như là một vị đạo sĩ, hoặc là một người nông dân, hoặc là một cái anh thợ đốn củi, thì người đó sẽ sẵn sàng để nghe. Rồi có những nơi mà chúng sanh đó chỉ thích hợp nghe chánh pháp chứ không muốn nhìn thấy Ngài, thì Ngài sẽ biến hiện để cho chúng sanh đó có thể nghe pháp mà không nhìn thấy Ngài. Đây cũng là một sự trùng hợp. Chúng ta thấy có một số tôn giáo mà người ta nói là được nghe khải huyền, được nghe đấng bề trên gọi là chỉ bảo, mà không thấy đấng, mà chỉ nghe thôi, chỉ nghe rồi sau đó ghi chép lại. Thì
sư nói là trùng hợp nha, chứ sư không nói là họ nghe Đức Thế Tôn thuyết pháp, sư không có nói. Nhưng mà cái cách đó Đức Thế Tôn từng sử dụng rồi. Tức là có những trường hợp mà người ta chỉ muốn có thể nghe nhưng mà họ không có muốn nhìn thấy, thì sau khi mà nghe xong thì Đức Thế Tôn biến mất và họ chỉ thắc mắc là ai vừa nói vậy. Và ở trong chú giải thì có nói là chúng ta chỉ thấy Ngài đi thuyết pháp ở cái cõi Ta Bà mình thôi, chứ còn khi mà Ngài chứng đắc đạo quả rồi đó, Ngài có khả năng biến hiện ra ở tất cả các thế giới khác. Bất kỳ chúng sanh nào có duyên với Ngài thì Ngài đều có thể tới để tế độ được hết. Thành ra là nói nó hơi kỳ là chúng ta không cần đến vị Phật thứ hai, bởi vì một mình Ngài là đủ rồi. Giống như là bây giờ mình chỉ có một cái túi tiền thôi, thì mình cần lấy đồng 5 xu, đồng 2 xu, đồng 1 xu, thì mình một cái bàn tay mình thò vô chổng lấy là được rồi. Mình không cần nhờ thêm người khác thò tay vô phụ, không cần. Phạm vi giáo hóa của một vị chánh đẳng giác là Tam Thiên Đại Thiên Thế Giới, tức là khoảng 3.000 tỷ thế giới này, rất là lớn. Còn cái Vipassana Ñāṇa là cái tuệ quán thông, thì tuệ quán thông là khả năng thấy được tam tướng, cái trí thấy tam tướng, thì chúng ta gọi đó là tuệ quán thông. Thứ nhất là với cái trí này, vị đó sẽ thấy được cái bản chất của thế gian này. Đó là gì? Đó là chỉ có danh và sắc. Vị ấy quan sát bản chất của thế gian. Đức Thế Tôn khi mà Ngài có cái tuệ quán thông, Ngài nhìn thấy bản chất của thế gian nó được cấu tạo như thế nào. Nó chỉ gồm có danh và sắc thôi. Và Ngài thấy được cái khía cạnh vô thường, khổ và vô ngã của chúng. Và nhờ như vậy đó mới đưa đến việc là Ngài chứng đắc được chân lý, chứng được bốn đạo, bốn quả và một niết bàn. Thì đó chính là trí tuệ của một vị chánh đẳng giác. Thành ra chúng ta gọi đó là bát minh, là như vậy. Còn 15 hạnh, 15 hạnh đây là gì? Thứ nhất là cái giới hạnh, hoặc còn gọi là cái phòng hộ bằng giới. Thì đối với chúng sanh thì bao gồm cư sĩ giới và xuất gia giới, nghĩa là giới dành cho cư sĩ và giới dành cho bậc xuất gia. Còn đối với Đức Thế Tôn, Ngài chỉ có giới dành cho bậc xuất gia, bởi vì Ngài là bậc xuất gia. Ở trong Milindapanha thì có nói Đức Thế Tôn bản thân Ngài là đại diện cho giới hạnh. Cho nên vào thời kỳ đầu Ngài không có chế định học giới, hình như là 15 năm đầu. Trong 15 năm đầu Ngài không chế định học giới, bởi vì bản thân Ngài đã là giới rồi. Thì các vị tỷ kheo chỉ việc nhìn theo Ngài mà làm theo thôi. Ngài sinh hoạt như thế nào, Ngài đi đứng nằm ngồi như thế nào, các vị ấy chỉ việc làm theo. Và tăng đoàn hoàn toàn trong sạch, cho nên 15 năm đầu Ngài không có thuyết giới. Chỉ có sau 15 năm, lúc bây giờ các vị tỷ kheo đông đảo, thánh có, phàm có, rồi các cái lợi dưỡng tăng trưởng tăng đoàn thì đông đảo, cho nên là các ô nhiễm dần xuất hiện trong tăng đoàn. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn mới thuyết giới. Thứ hai chính là sự thu thúc sáu căn.
Nếu như mà quý vị đọc kinh á, thì sẽ thấy một vài đặc điểm của Đức Thế Tôn. Ví dụ như khi Ngài chưa chứng đắc đạo quả thì Ngài có thể ngồi ở bất kỳ tư thế nào, nhưng khi Ngài đã chứng đắc đạo quả rồi, Ngài chỉ ngồi ở tư thế kiết già. Trước khi chứng đắc đạo quả, Ngài có thể nằm ở bất kỳ tư thế nào, nhưng sau khi chứng đắc đạo quả, Ngài chỉ nằm một tư thế duy nhất là nằm nghiêng về bên phải. Rồi khi mà Ngài đang ngồi kiết già đó, khi Ngài bước xuống pháp tòa, bước xuống thì Ngài luôn bước bằng chân phải trước. Rồi khi mà Ngài nhìn bất kỳ chúng sanh nào, Ngài luôn nhìn với cái nhìn của con voi chúa, tức là Ngài xoay hẳn thân mình về phía đó để Ngài nhìn, chứ Ngài không bao giờ ngoáy cổ, tức là cái cổ phải xoay, không bao giờ. Hoặc là Ngài dùng con mắt để Ngài liếc, tức là nhìn là Ngài luôn luôn nhìn thẳng, Ngài không bao giờ nhìn xéo qua một bên. Mình là còn nhìn xéo qua một bên, nhưng Ngài luôn nhìn thẳng. Đó là lý do mà nó hơi kỳ. Sư coi cái phim Cuộc Đời Đức Phật sẽ không dự ý, không ưng. Tại sao? Diễn không giống. Diễn, nếu mà diễn Phật á, là cái bề ngoài á, sư không quan trọng cái chuyện là gương mặt như thế nào nha, cao ráo gầy ốm sư không quan trọng, mập gầy không quan trọng, mà cái nhìn á, đi đứng cái nhìn á, nó quan trọng. Mà không có bất kỳ một diễn viên nào diễn được cái nhìn của một vị chánh đẳng giác. Tức là khi nhìn, vị ấy luôn xoay hẳn người lại và nhìn đối tượng. Và Ngài luôn luôn nhìn thẳng, chứ Ngài không bao giờ nhìn lệch đi chỗ khác. Không bao giờ mà Ngài ngoáy đầu lại, hoặc là xoay đầu không. Ngài luôn luôn nhìn thẳng. Đó là cái nhìn của con voi chúa. Đương nhiên là cái hạnh ở đây chúng ta kể là Ngài thu thúc sáu căn, nhưng mà đây gọi là đương nhiên là các căn của Ngài luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn được phòng hộ. Thành ra đó, đối với Ngài thì giống như giọt nước trên lá sen vậy. Ngài có ở trong cái hương thất, chúng ta gọi là cái hương thất. Tại sao có cái từ hương thất? Là bởi vì bà Quý Sa Kha, bà làm cái cốc cho Đức Thế Tôn, bà làm bằng cái loại gỗ có mùi thơm, rất là thơm. Chính bởi vì như vậy Hán dịch là hương thất. Gọi là cái ganh thất cu tí, ganh thất cu tí là hương thất. Thì Đức Thế Tôn dù Ngài có ở trong đó, Ngài vẫn thở như người bình thường. Chứ mình đừng nghĩ là Ngài chắc Ngài thánh là chắc Ngài nín thở, không có. Ngài vẫn thở như người bình thường, nhưng mà Ngài giống như nước trôi trên lá sen vậy. Cái mùi hương nó có đi vào trong cơ thể Ngài thì Ngài cũng hoàn toàn thanh tịnh và không có dính mắc. Ngài có thể đắp một bộ y trị giá hàng trăm ngàn đồng tiền vàng mà Ngài không bao giờ có sự dính mắc đối với Ngài. Tức là các căn của Ngài luôn luôn thanh tịnh. Rồi cái thứ ba là tiết độ trong ăn uống. Đối với phàm phu thì sự tiết độ trong ăn uống này là sự ăn vừa phải. Như lời dạy của Đức Thế Tôn, vị tỷ kheo khi ăn nhắm còn 4 hoặc 5 miếng nữa thì no là dừng, không có nên ăn no. Còn đối với cư sĩ thì không nên ăn quá no, vì dù cho mình có thèm hay là mình đói bụng thì cũng không có nên. Còn Đức Thế Tôn
là Ngài đương nhiên là Ngài luôn ăn vừa phải. Cho nên là cái này là chúng ta kể thì kể là Ngài có cái hạnh đó, và cái hạnh này gọi là đương nhiên, gọi là Ngài đương nhiên có. Như sư nói Ngài là đại diện cho giới luật mà. Rồi cái thứ tư là tỉnh thức. Thì cái sự tỉnh thức này á, đối với chúng sanh là sự cảnh giác, như là một người đề phòng giặc, luôn luôn đề phòng các pháp chướng ngại. Chúng ta thường hay nói chánh niệm tỉnh giác, nhưng mà rất nhiều người mình không biết tỉnh giác là cái gì. Thì cái tỉnh giác ở đây, ở trong Nít Đê Xá có trích dẫn một đoạn Đức Thế Tôn dạy các vị tỷ kheo thế nào là tỉnh giác. Ở đây vị tỳ khưu vào ban ngày làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi. Ở ban đêm trong canh đầu làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi. Và ban đêm trong canh giữa áp dụng thế nằm của sư tử bằng sườn bên phải, đặt bằng chân chồng lên nhau, bàn chân chồng lên bàn chân, có niệm, có sự nhận biết rõ, chú tâm đến ý tưởng của việc thức dậy. Vào ban đêm trong canh cuối sau khi thức dậy, làm trong sạch tâm khỏi các pháp ngăn trở bằng việc kinh hành, bằng việc ngồi. Tức là một vị tỉnh giác thì vị ấy luôn trong tâm thế của một người chiến sĩ canh gác cổng thành, ngăn ngừa các pháp bất thiện, và vị ấy luôn luôn nỗ lực diệt trừ các pháp bất thiện bằng việc đi thiền và ngồi thiền. Ngay cả khi vị ấy nghỉ ngơi thì vị ấy cũng nghỉ ngơi trong một cái tư thế cảnh giác và tỉnh thức. Cái tư thế mà nằm nghiêng về phía phải, bên phải đó, làm cho chúng ta nghỉ ngơi nhưng mà nó không có chìm sâu mà nó mê mờ như là những tư thế nằm khác, ví dụ như nằm ngửa hoặc nằm sấp. Và đối với một vị chánh đẳng giác thì sự tỉnh thức ở đây là Ngài không bao giờ có cái sự ngủ mê. Khi tấm thân của Ngài mệt mỏi thì Ngài có thể nằm nghỉ, nhưng Ngài không bao giờ ngủ mê. Và một vị chánh đẳng giác, Ngài không bao giờ có giấc mơ. Đây là một điều đặc biệt. Một vị A-la-hán Ngài cũng không có giấc mơ, mà một vị chánh đẳng giác cũng không có giấc mơ. Chỉ có mình chưa chứng thánh, thành ra mình còn mơ, chứ Ngài là không có giấc mơ. Cái hạnh từ hạnh thứ 5 đến hạnh thứ 11 là 7 pháp hiền trí, gồm có tính, tấn, niệm, tàm, úy, đa văn và trí tuệ. Tức là 7 cái sắc thâm má. Tính là niềm tin. Ở đây chúng ta đang nói đến Đức Thế Tôn thì Ngài đương nhiên là Ngài tin chắc sự chứng đắc của bản thân, và Ngài tin chắc là Ngài đã lậu tận, đã hoàn toàn trong sạch. Ngài không bao giờ nghi ngờ sự chứng đắc của bản thân, và Ngài không bao giờ nghi ngờ trạng thái trong sạch của chính mình. Cho nên cái niềm tin của một vị chánh đẳng giác thì nó hơi khác một tí xíu với phàm phu. Rồi cái tấn là đương nhiên tấn là sự nỗ lực. Bởi vì Ngài không
còn sự lười biếng giải đãi, cho nên Ngài luôn luôn có sự tinh tấn. À, còn niệm là Đức Thế Tôn, Ngài không bao giờ thất niệm. Chỉ có phàm phu mình mới có sự thất niệm. Và không chỉ Đức Thế Tôn mà ngay cả một vị A-la-hán cũng không bao giờ thất niệm. Các ngài có thể không phải lúc nào cũng tập trung vào tứ niệm xứ. Nhớ nha, ngay cả các bậc thánh và Đức Thế Tôn không phải lúc nào các ngài cũng thực hành tứ niệm xứ, nhưng các ngài luôn luôn có niệm và các ngài không bao giờ thất niệm. Thất niệm là mình để tâm của mình chạy rong ruổi theo các tà tư duy, là dục tư duy, sân tư duy, hại tư duy, nghĩ về những chuyện không đáng nghĩ, nhớ những chuyện không đáng nhớ. Thì Đức Thế Tôn Ngài không bao giờ có cái đó. Ngài luôn luôn có niệm. Tàm úy. Tàm á, là sự hổ thẹn đối với tội lỗi. Còn úy là ghê sợ đối với tội lỗi. Đức Thế Tôn thì Ngài luôn luôn thanh tịnh, luôn luôn trong sạch, cho nên mặc nhiên là Ngài có tàm úy. Bởi vì Ngài không thể nào phạm vào bất kỳ một lỗi nào dù là nhỏ nhặt. Ngài không thể nào có bất kỳ một suy nghĩ bất thiện nào trong tâm. Cho nên đặc tánh tàm úy luôn luôn có. Chỉ có cái người mà làm những việc bất thiện thì khi đó họ mới có hai cái anh là vô tàm và vô úy. Nhớ nha, khi chúng ta làm bất kỳ các ác nghiệp nào, chúng ta đều có hai anh vô tàm vô úy. Mà Đức Thế Tôn thì Ngài không còn làm ác nghiệp nữa, cho nên tự nhiên là Ngài có tàm úy. Đa văn. Đa văn thì đương nhiên Đức Thế Tôn Ngài biết tất cả mọi việc về thế gian và xuất thế gian, cho nên Ngài có được đa văn. Trí tuệ thì cái trí ở đây thuộc về cái Phật trí. Và cái lĩnh vực này thì chúng ta rất tiếc là chúng ta không có bàn sâu được. Bởi vì Đức Thế Tôn nói có bốn điều bất khả tư nghì. Tại sao gọi là bất khả tư nghì? Là chúng ta không thể nghĩ bàn. Bởi vì nếu như chúng ta cố suy nghĩ thì có thể dẫn đến sự điên loạn. Nó giống như cái dung lượng bộ nhớ của chúng ta nó chỉ có bằng một cái ly nước thôi, mà mình cố mình nhét cả một đại dương vào trong đó thì chắc chắn cái ly nó chịu không nổi. Cho nên là có bốn điều bất khả tư nghì. Thứ nhất là phạm vi của thế giới là bất khả tư nghì. Thứ hai là nghiệp và quả của nghiệp là bất khả tư nghì. Thứ ba, năng lực thần thông của thiền định là bất khả tư nghì. Và thứ tư là trí tuệ của một vị chánh đẳng giác là bất khả tư nghì. Từ cái 14, 12 đến 15 là bốn tầng thiền sắc giới. Thì như vậy là chúng ta có đủ 15 hạnh. Khi mà chúng ta muốn tùy niệm ân đức này, Đức Thế Tôn hiệu Vichcha Charana Sampanno, là bởi vì Ngài đã đầy đủ minh và hạnh. Ngài có được thiên nhãn minh, thiên nhĩ minh,
tha thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, túc mạng thông, lậu tận thông, biến hóa thông, vân vân. Rồi ngài có được 15 hạnh, đó là giới, đó là sự thu thúc trong 6 căn, đó là sự tiết độ trong ăn uống. Ngài có đủ 7 pháp hiền trí, và ngài có được 4 tầng thiền sắc giới. Thì khi chúng ta suy nghĩ như vậy, chúng ta suy tư dần từng đặc tính một, từng chút một đặc tính của cái ân đức này. Rồi từ đó chúng ta chìm sâu vào trong cái dòng suy tư về các đặc tính của minh và hạnh. Thì khi đó là chúng ta đang tùy niệm Phật. Chứ tùy niệm Phật không phải là mình chỉ đơn giản là mình réo gọi tên Phật, thì đó không phải là tùy niệm Phật. Rồi chúng ta qua cái tiếp theo là thiện thệ Sugato. Sugato ở đây đó, có nghĩa là ngài đã đến và đi trên con đường tốt đẹp. Thì con đường tốt đẹp ở đây chính là con đường không còn kẻ thù, không còn phiền não. Ngài đã đến như thế nào thì ngài đi như thế đó. Con đường mà ngài đi là con đường không có phiền não. Con đường mà ngài đi là con đường không có sự sợ hãi. Con đường mà ngài đi là con đường an toàn. Con đường mà ngài đi là con đường hạnh phúc. Ngài đã đi trên con đường đã đoạn trừ hoàn toàn phiền não. Ngài đã đi trên con đường đã hoàn toàn đoạn trừ các dục. Con đường đó là con đường cao thượng. Con đường đó là con đường thoát ly. Con đường đó là con đường giải thoát. Con đường đó là con đường bất tử. Con đường đó là con đường niết bàn. Thì khi mà chúng ta suy tư về Sugato là chúng ta suy tư như vậy. Quý vị học thuộc rồi nhớ dùm sư là chúng ta không đọc vẹt mà chúng ta suy tư. Suy tư nó khác với đọc vẹt ha. Và con đường của ngài đó là con đường của thánh nhân. Trên con đường đó lậu hoặc không còn cơ hội sanh khởi nữa. Cho nên ngài được gọi là Sugato. Từ thuở lập nguyện dưới chân Phật Diên Đăng, ngài đi thẳng trên con đường hướng đến sự giác ngộ. Ngài đã làm tất cả thiện pháp. Ngài đã vun bồi rất nhiều ba la mật. Ngài đã bỏ đi những phiền não. Ngài đã bỏ đi những dục vọng. Ngài đã bỏ đi tất cả những điều tầm thường. Ngài đã đi trên con đường đem đến sự lợi lạc cho tất cả chúng sanh. Chính bởi vì thế, ngài được gọi là Sugato. Con đường mà ngài đi là con đường trung đạo. Con đường mà ngài đi tránh khỏi hai cực đoan là khổ hạnh và lợi dưỡng. Chính vì thế, ngài được gọi là Sugato. Ngài được gọi là một vị khéo thuyết giảng. Sugato còn có nghĩa là khéo thuyết giảng. Ngoài cái việc ý nghĩa là đi trên con đường lành đó, nó còn có nghĩa là khéo thuyết giảng. Thì cái ý nghĩa khéo thuyết giảng ở đây là ngài chỉ nói những gì đáng nói. Như trong Tăng Chi Bộ Kinh có nói là bất cứ lời nói nào mà Như Lai thấy là không thật, không có đúng, đưa đến tai hại, làm cho người khác buồn khổ, không thích ý,
thì Như Lai không nói. Nhưng mà với những lời nào á, Như Lai biết là đúng như thật, đưa đến lợi ích nhưng mà khó nghe và làm người khác không thích đón nhận, đây mới là điều đặc biệt. Lời như vậy Như Lai biết thời để nói ra. Tức là có những khi chúng sanh không thích nghe, nhưng Ngài vẫn có cách để Ngài giáo hóa. Chính bởi vì như vậy Ngài mới gọi là Sugato, tức là Ngài khéo thuyết giảng. Ngài biết cách để nói cho chúng sanh chịu nghe, dù cho lời nói đó chúng sanh không thích nghe. Cho nên Ngài được gọi là Sugato. Thì khi mà chúng ta suy tư về hồng danh Sugato, tức là thiền thệ, thì chúng ta có thể suy tư Đức Thế Tôn gọi là Sugato bởi vì Ngài đi trên con đường tốt đẹp. Con đường đó là con đường vắng bóng kẻ thù. Con đường đó là con đường đoạn trừ phiền não. Con đường đó là con đường trung đạo. Con đường đó là con đường giải thoát. Con đường đó là con đường đưa đến Niết Bàn, chấm dứt khổ đau. Ngài được gọi là Sugato bởi vì Ngài khéo thuyết giảng đối với chúng sanh điều gì đúng sự thật, đem lại lợi ích, dù cho chúng sanh không thích nghe, Ngài cũng vẫn có cách để giáo hóa cho chúng sanh ấy, cũng đạt đến sự giác ngộ, đạt đến sự lợi lạc. Đó chính bởi vì như thế Ngài được gọi là Sugato. Thì khi mà chúng ta tùy niệm Ngài là chúng ta suy tư ở trong đầu như thế. Quý vị không cần phải học thuộc từng lời nói của sư, bởi vì xin thưa là nếu như sư có nói lại thêm một lần nữa thì lời nói đó cũng không giống nhau. Sư nói 10 lần thì nó cũng sẽ có 10 phiên bản khác nhau. Bởi vì sao? Bởi vì đó là sự suy tư, chứ nó không phải là một câu thần chú, nó không phải là một cái bài kinh tụng để chúng ta cứ tụng đọc, không có. Đây là một sự suy tư. Và khi chúng ta suy tư như thế là chúng ta suy tư về ân đức của Phật. Nhờ như vậy cái trí của chúng ta liên tục hoạt động. Thành ra với những vị mà nghiêng về niềm tin, xưa giờ chúng ta ít xài tới cái trí, chúng ta đa phần tập trung về niềm tin. Cho nên khi mà quý vị tiếp xúc với đề mục tùy niệm Phật của Phật giáo Nguyên Thủy, thì quý vị sẽ cảm thấy hơi rối, tại vì nhiều cái để suy nghĩ quá. Phải chi cho quý vị một câu thần chú, mình tụng cho nó dễ, mình học thuộc nó nhanh lắm, nhưng bắt suy tư nhức đầu, rối quá. Nhưng mà xin thưa, đây là cái cần thiết, đặc biệt là những vị nghiêng về niềm tin. Bởi vì khi mà chúng ta nghiêng về niềm tin thì cái trí tuệ của chúng ta sẽ bị suy giảm. Nhớ, tính và trí là hai anh đi song song với nhau. Hễ mà anh trí anh trội là anh tính anh suy giảm, mà hễ anh tính anh trội là anh trí anh suy giảm. Nói một cách dễ hiểu, khi mà đức tin của mình mạnh quá là mình không có thèm suy nghĩ gì hết trơn, trời, chỉ có tin thôi, nói sao làm vậy. Còn khi mà cái trí của mình lên cao quá là mình không tin gì hết trơn á, trời, cái gì cũng mà thuyết phục tôi xong đã rồi tôi mới tin, chứ còn mà không là tôi không tin.
Cho nên hai anh này cần phải song hành với nhau. Thành ra đề mục tùy niệm Phật là một đề mục mà tính trí đồng tu, tức là vừa có niềm tin mà vừa có trí tuệ song hành với nhau. Và sư hết sức mong mỏi là chúng ta hãy ráng nỗ lực thực hành. Thời điểm đầu thì có thể là nó sẽ hơi khó khăn, nhưng mà dần dần thì chúng ta sẽ quen với cái cách suy tư như thế này. Thì ngày hôm nay chúng ta tạm học tới đây. Sư thì sư cũng rất là ngại khi mà chúng ta nghĩ nhiều. Tuy nhiên học thì phải đi đôi với hành. Chính bởi vì như vậy, học là phải đem cái đó mình áp dụng. Áp dụng vào đâu? Áp dụng vào những khóa thiền. Cứ mỗi 3 tháng là sư mở một khóa thiền 10 ngày. Để chi quý vị học phải thực hành. Chứ mình học mà không thực hành tới hồi đụng chuyện không xài được. Nghe sư nhắc, mình học cái gì mình phải đem về mình thực hành, rèn luyện tâm của mình. Chứ để tới hồi đau quá, bệnh, ho quá, đau quá, nằm một chỗ, biết nên rải tâm từ, biết nên tùy niệm Phật, biết hết, xài không được. Tại tâm mình yếu quá. Cho nên sư luôn luôn nhắc nhở quý vị là chúng ta phải đem Phật Pháp về thực hành. Và đề mục tùy niệm Phật là một đề mục chúng ta có thể thực hành, làm một thành một cái sổ tay bỏ túi. Rồi khi ngày thường chúng ta liên tục thực hành, tới họ đụng chuyện lôi ra mình xài được. Chứ đừng có để tới họ đụng chuyện mới xài, thì xin thưa xài không được đâu nha. Xin chia đều phần phước này đến tất cả chúng sanh. Mong cho tất cả chúng sanh được thọ hưởng tùy ý. Sau khi đã thọ hưởng rồi, được thoát khỏi những điều thống khổ, được kết quả làm người, quả trời cùng quả niết bàn. Nguyện cầu tam bảo từ hành độ, nguyện thoát ba tai nước lửa binh, nguyện thảy chúng sanh khỏi oan kết, nguyện cho nhân loại sớm tu hành, nguyện gìn tam học giới định tuệ, nguyện đoạn tham sân si độc sanh, nguyện giải căn nhân sanh tử khổ, nguyện diệt tâm tham háo lợi danh, nguyện tu tinh tấn không giải đãi, nguyện sao đạo quả sớm viên thành. Nam mô Bụt Thầy Giá, Nam mô Tham Mà Giá, Nam mô Sằng Khải Giá.